Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay, thời tiết tại miền Bắc khá ấm áp và nhiệt độ ở mức là trên 20 độ C. Do đó, ít ai có thể nghĩ rằng là cùng vào thời điểm như vậy thì cách Hà Nội hơn 300 km, tại huyện Sapa, tỉnh Lào Cai lại có tuyết rơi trên đỉnh Phan Xi Păng. Và người dân và du khách đã vô cùng phấn khích, hào hứng khi được chứng kiến tuyết rơi trên đỉnh núi cao nhất Việt Nam trong sáng nay. Thậm chí có người còn thích thú quá cả đã cởi trần để nghịch tuyết và chụp ảnh ghi lại kỷ niệm lần đầu gặp trong đời. Khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay, nhiều du khách leo đỉnh Phan Xi Păng bất ngờ khi chứng kiến tuyết rơi. Những bông tuyết trắng xóa bị gió thổi bay lất phất, phủ trắng sàn gỗ nơi đặt chóp Phan Xi Păng. Thời điểm đó, nhiệt độ ngoài trời lúc này chỉ 1 độ C, trong khi thị trấn Sapa khoảng 11 độ C nên không nhiều người tin hiện tượng đặc biệt này xảy ra. Tuyết rơi trong khoảng hơn nửa tiếng khiến du khách rất thích thú và ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt. Một nam du khách tới từ Nha Trang đã cởi bỏ áo để thử xem mình chống chọi giá lạnh được đến đâu. Một số người nhận định có thể là mưa tuyết xuất hiện trên đất Trung Quốc nhưng bị gió trên cao thổi di chuyển xuống phía nam. Khi gặp dãy núi Hoàng Liên chặn lại, tốc độ gió giảm khiến tuyết rơi xuống Phan Xi Păng. Giải thích về hiện tượng bất thường này, ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn cho biết, 3 ngày nay miền Bắc có mưa dông, một số nơi mưa đá. Với sự kết hợp của nhiệt độ thấp, địa hình núi cao và hình thái gây mưa tràn trên đỉnh Phan Xi Păng có tuyết. Tuy nhiên, đợt này tuyết diễn ra trong thời gian ngắn, phạm vi hẹp, không kéo dài như những đợt tháng 3 năm 2012 hay tháng 1 năm 2016. Khi ấy thì miền Bắc nằm sâu trong khối không khí lạnh, nền nhiệt xuống rất thấp, khiến cho tuyết rơi dày và kéo dài. Vâng, và hiện nay thì miền Bắc đang trải qua mùa đông xuân ấm hơn so với mọi năm và nhiệt độ trung bình các tháng vừa qua cao hơn từ 1 đến 3 độ C. Tại những cái tỉnh vùng cao, hoa gạo, hoa ban đã nở rộ sớm hơn bình thường khoảng 1 tháng và vào buổi tối, sấm chớp và mưa rào cũng khiến cho nhiều người cảm giác là không khác gì mùa hè vậy. Vâng, chúng ta hãy cùng chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, trong khi đó ở phía Nam, kể từ sau Tết Nguyên đán, thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ cũng nắng nóng bất thường, đỉnh điểm nhiệt độ lên đến 35-36 độ C, cường độ ánh nắng mặt trời cũng như bức xạ tia cực tím cũng ở mức cao nhất, có thể gây bỏng da cho người đi đường. Theo thông tin của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, thời tiết nắng nóng tại các tỉnh Đông Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh năm nay đến sớm hơn mọi năm. Nhiệt độ trong những ngày này lên đến 35-36 độ C và sẽ giảm dần trong 2 ngày nữa. Tuy nhiên, đến ngày 21 tháng 2 trở đi, lại tiếp tục một đợt nắng nóng nữa kéo dài đến giữa tháng 3. Ngoài nhiệt độ tăng cao, người dân cũng cần chú ý đến tia cực tím, tia UV ở mức rất cao từ 8 đến 10 và sẽ bị bỏng nếu da tiếp xúc với ánh nắng ngoài trời 25 phút. Các bác sĩ cũng cảnh báo khi tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng, da sẽ bị phỏng, khô, sạm, mất đàn hồi, tạo nếp nhăn, làm nhanh lão hóa và có thể gây ung thư da. Do đó, người dân nên hạn chế ra đường trong quãng thời gian từ 10 giờ sáng đến 16 giờ. Nếu bắt buộc phải ra ngoài thì nên che chắn, mặc áo dài tay.